Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chim đi Marang model là SR7001. Đây là hàng đấu giá Nhật về, hình thức khá là đẹp nha anh em. Mặt trước được thiết kế là phay nhôm xước màu vàng chanh rất là đẹp. Đây là một trong những thương hiệu audio cao cấp của Nhật. Hôm nay thì nó sẽ có kết nối HDMI, anh em có thể chơi nhạc phim chất lượng cao từ nguồn phát HD từ bên ngoài, và có cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng trực tiếp từ Smart TV, cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Và nó vẫn hỗ trợ chức năng điều chỉnh được bass chép, điều chỉnh được equalizer, và nó sẽ cho chúng ta lựa chọn một trong hai chế độ, một chế độ là điều chỉnh equalizer và một chế độ là tắt equalizer để điều chỉnh bass chép. Con này thì chất âm rất là mềm mại và chi tiết nha, đó là một trong những đặc trưng của dòng âm đi Marang. Và với thiết kế công suất của nó rất là khủng nha anh em, 740W. Và dòng này thì được xây dựng theo tiêu chuẩn của Marang, đã được hãng đầu tư khá là kỹ lưỡng thì được chứng nhận TÜV nha. Thì chỉ những thiết bị có thiết kế tiêu chuẩn cao cấp thì mới đạt được chứng nhận này. Và về công suất âm thanh ra loa, ở loa 8 ohm của nó là 110W và loa 6 ohm lên tới là 160W nha. Điều chỉnh equalizer 9 băng tần số và tích hợp bộ giải mã DAC 192kHz 24bit và có cả cổng real luôn. Anh em có thể sử dụng nó để làm DAC rồi. Anh em có thể phối ghép qua một cái hệ audio khác cũng rất ok nha. Rồi về kích thước của chim đi Marang SR7001, chiều ngang của máy là 440mm và chiều cao size to lớn nha, 184mm. Chiều sâu của nó là 396mm và trọng lượng là 15kg. Rồi hiện tại là em đang kết nối nhỏ DVD, đây là cổng HDMI từ một cái đầu đĩa HP từ bên ngoài nha. Rồi em sẽ test cổng HDMI. TV là cổng quang nha, nó sẽ nhận diện và giải mã đây. Khi nào mà có HDMI thì nó sẽ sáng đèn HDMI nha. Rồi chế độ cổng CLR, đó là cổng analog nha. Rồi về chi tiết sử dụng và cài đặt thì anh em có thể tham khảo thêm ở trên kênh của em, có rất là nhiều video hướng dẫn sử dụng nha. Anh em vào cài đặt đây, menu đây, và di chuyển mũi tên lên và ta sẽ lựa chọn EQ, Enter, và Reset là đang sử dụng nha. Còn nếu như ta chuyển sang là Off nè thì ta sẽ chỉnh được bass chép nha. Tuy nhiên cái bộ equalizer thì nó sẽ hiệu quả và hay hơn cái bộ điều chỉnh bass chép rất là nhiều nha. Rồi trên remote đây nó sẽ có nút là chỉnh bass nè và chỉnh chép nè, đây cộng chiều bass và cộng chiều chép nha. Rồi em sẽ nghe thử chất âm của nó nha. Rồi mở EQ ra. Tùy theo cái nhu cầu thì anh em có thể lựa chọn là EQ hoặc là chỉnh bass chép nha. Ngoài ra nó vẫn có một cái số chế độ để nghe nhạc bằng nhiều loa nha. Tuy nhiên nó sẽ không hay bằng chế độ là stereo nha. Để sử dụng chế độ stereo thì anh em nhấn là auto nha, nó chuyển sang chế độ auto. Còn nếu như chúng ta muốn sử dụng chế độ nhiều loa thì ta sẽ chuyển sang chế độ là MCH Movie nha. Đây là hai loa chính nha, loa center, loa surround. Loa surround nó có hiệu ứng tiếng vang nha. Và một cặp loa surround phía sau nữa. Và như vậy là ta có thể chơi là 5 loa tiếng ok nè, phòng A nè, center nè và cặp loa C ở phía dưới này nha, chơi 5 loa. Rồi đây là cổng HDMI in, tín hiệu từ đầu đĩa HP đưa vào cổng DVD nha, và cổng quang, cổng HDMI out sẽ xuất sang TV.
chuẩn là 1.2. Rồi đây là cổng quang tín hiệu từ Smart TV xuống, cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Đây có cổng real luôn nha, anh em sử dụng để làm DAC real đây. Lép drive xuất sang âm đi khác nha, sấp điện nè, phiên bản là 2006 nha, điện áp 100V, công suất là 740W nha, công suất tiêu thụ điện. Con này đẹp keng luôn nha anh em, đẹp long lanh không một vết chày nha. Đây là cái cạnh trên của nó đây, rất đẹp nha. Đây có cái đèn ở trên núm volume nè, đèn nút input select nè, mặt phay nhôm xước cực đẹp luôn. Circuit menu đầy đủ luôn, các chế độ âm thanh nè, rồi menu exit cài đặt trực tiếp với chiếc máy luôn nha, đánh loại A, B, A cộng B luôn, trợ kháng phải phù hợp nha anh em, máy đẹp keng luôn. Rồi với chiếc mini này thì em sẽ bán với giá là 3.800.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ đến số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.